Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Hành trình theo dấu vết, phá vụ án cô gái mất tích nhiều ngày dịp Tết. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức lấy lời khai Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi quê Tiền Giang để xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Bước đầu, nghi can Khoa thừa nhận hành vi sát hại chị Vi Thị Tê, 25 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và cướp một số tài sản của chị này. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, chị Tê liên lạc với gia đình để thông báo chuẩn bị về quê ăn Tết. Tuy nhiên, trong chiều và tối cùng ngày, người nhà không thấy chị Tê về. Gia đình đã liên hệ với người quen, bạn bè của chị Tê để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay trong tối đó, gia đình chị Tê đã đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook tìm người mất tích, nhưng cũng không nhận được manh mối nào. Được biết, chị Tê làm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cos Phong Phú, phường Tăng Nhân Phú B, sinh sống với người yêu tại phòng trọ ở đường Quang Trung, khu phố B, đường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, người yêu của chị Tê đã về quê ở Phú Yên khoảng một tháng trước. Sáng 30 Tết, người yêu của chị Tê liên hệ với gia đình và cho biết có nhờ người đến tận phòng trọ tìm hiểu nhưng cửa phòng bị khóa ngoài. Người này phá cửa phòng vào kiểm tra thì không thấy tung tích của chị Tê. Trong trưa 30 Tết, gia đình chị Tê từ Đồng Nai lên phòng trọ. Khi kiểm tra, họ thấy trong phòng có xe gắn máy, trên xe có treo các túi đồ để chị Tê mang về quê. Tuy nhiên, ba lô cá nhân, điện thoại, chìa khóa xe của chị Tê thì không tìm thấy. Gia đình lập tức trình báo công an địa phương về sự mất tích kỳ lạ của cô gái trẻ này. Từ trình báo của người nhà, thông tin lan truyền của mạng xã hội và xác định vụ việc có tính chất kỳ lạ, nên Công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra. Qua camera an ninh, công an ghi nhận chị Tê khi tan ca vào chiều 29 Tết có về phòng trọ. Đặc biệt, công an ghi nhận nam thanh niên trong khu trọ là người tiếp xúc sau cùng với chị Tê và trong ngày 30 Tết. Người này dùng xe gắn máy chở một số túi đen từ dãy trọ ra ngoài. Tập trung xác minh về người thanh niên, công an xác định lai lịch là Nguyễn Đăng Khoa. Hiện Khoa sinh sống với người phụ nữ tại phòng trọ, nhưng cô gái này đã về quê ở Bình Định vài ngày trước. Công an cũng xác định Khoa đang về quê của người yêu đón Tết. Tối ngày 12 tháng 2, mùng 3 Tết, tổ công an có mặt tại Bình Định tiến hành tạm giữ Khoa để điều tra. Qua đấu tranh, Khoa thừa nhận hành vi sát hại chị Tê, cướp đi một số tài sản và chỉ điểm nơi phi tang thi thể nạn nhân. Ngay sau đó, tổ công tác di lý Khoa về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Trong ngày 13 tháng 2, công an khoanh vùng địa điểm mà Khoa khai báo là bờ kênh cạn trong khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức, tìm thấy nhiều phần thi thể người và tiến hành giám định theo quy định pháp luật. Nghi can Khoa khai ở chung phòng trọ, thỉnh thoảng ra vào tiếp xúc nên thích chị Tê. Tuy nhiên, biết chị Tê đang sống với bạn trai nên người này giữ khoảng cách. Chiều 29 Tết, Khoa đang sắp đồ đạc cá nhân để về quê thì thấy ở phòng gần đó chị Tê cũng đang chuẩn bị về quê. Lúc này, Khoa nảy sinh ý định xâm hại tình dục chị Tê nên nhờ chị sang phòng khiêng dùm một số đồ đạc. Khi chị Tê vừa sang phòng, Khoa thực hiện hành vi thì bị phản ứng quyết liệt. Khoa đã dùng vũ lực khiến chị Tê ngạt thở, tử vong. Sau đó, Khoa tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại. Để che giấu tội ác, Khoa thực hiện phân xác nạn nhân và trong ngày 30 Tết, dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể đi phi tang trong con kênh ở khu công nghệ cao, cách khu trọ chừng 4 km. Sau đó, Khoa về quê người yêu ở Bình Định để ăn Tết như không có chuyện gì xảy ra, cho đến tối mùng 3 Tết thì bị công an tìm đến tận nơi bắt giữ.